Còn nóng không? Còn nóng không nè. Rồi biết mặn không? Biết. Tao hứa mặn. Bắt nó sao đi. Mặn này thôi, mặn này ba chửi tao chết. Mặn đâu? Không được đâu. Mày chó ba không cho mặn đâu. Rồi, chào mọi người. Sáng sớm thì ông hàng xóm con mèo cũng chết. Nó lộn cho anh em luôn. Mình đang nghĩ thì nó mặn. Mình thì làm đồ ốp. Ốp này là ngủ gì hương sạch. Ê chết mà, chảy nước. Chảy là cái gỗ. Cái nó vẽ đâu có được. Đến lúc đó có người mua thần. Nữa là qua bên nhà ông Thái ăn mừng cái nền nhà của ông Thái vừa mới xây xong. Lấy hai cục đá thì hai. Cho chúng lại đúng đây. Đây đúng đây. Ờ đây đi ngồi ơi. Đi ngồi ăn chút mẹ. Mày bước qua cho nhiều quá. Thái gì nữa? Rồi được rồi. Rồi. Thôi được rồi. Chim ngoài sao? Chim lên cái ông Thái ơi. Có gạch không? Tụi nó ngay cái chỗ chân cổ. Kìa, đen luôn đó, gạch rồi đen, đông rồi đen. Ngay cái giò ông Thái có một cục ở dưới đó, ngay cái chân cũ đó. Rồi dở lên. Nướng rồi. Nướng. Nó lụi rồi. Không rượu đi chứ uống gì vậy? Té chết chứ. Dễ không thấy? Trời. Dạ. Nè đó. Hả? Cái này có được dễ gì vậy? Ờ, chui lại đi. Cái lưới gì mà. Mới cho mọi ơi. Sáng sớm cho. Mèo mèo bị cắn hổ cắn. Đi cái chiếu lên. Giang ngồi chờ thời không nè. Thì ông ngồi khét nét lại cái trời mà nó đứa dọ mạnh hát ai ghét quá. Hát sao được? Ta ha. Má ta té cũng nói là được. Thằng ca. Rồi. Được rồi. Mà. Có mùi xe té á. Mùi hương rồi đó. Rồi hai cục thôi như bảo bọc mình đem về. Vô đây. Ẩm Thiện lên đi Nhí. Ngồi đây nè mọi người. Ông Thiện ngồi đó cách ngồi. Ở trong Thiện ở trong đi cho trong Thiện ở ngoài đi ông mọi người. Không cho được. Cắn đi ra vô cho dễ. Để ông đi ông Thái. Ông phải ngồi gần tôi chứ. Gì vậy? Ông bỏ tôi sao được mọi người? Ông bỏ tôi sống với ai? Ông bỏ tôi qua tôi sống với ông Thiện à. Đã từng là của nhau. Rồi sức sắc miếng. Bữa cái gửa này bữa có không sạch đâu nhá. Làm ăn được riêng nhá. Dạ. Sắc ca sắc ca sắc ca sắc ca. Hai ông. Rồi đâu, chứ nào chứ nó đâu thấy ba. Chứ nó đó. Lấy cái iPhone này ra tôi quơ dao lên cái chúng cái iPhone này. Để ra ngoài hồi không vô ăn. Rồi bóc khói lên nè. Nhìn nó. Ra vô. Đi ra ngoài trắng rồi. Phải không? À, quốc rồi. Chính này nè. Giặt ra làm chứ mày đã. Rồi đủ rồi. Rồi ông ấy không gì. Cắt gọi nhập bên nữa. Đi. Chia đi. Được anh em mọi người ơi. Rồi xuống đi. Nhớ nhậu thịt mèo. Cũng mời anh em ăn chung luôn nha, nhậu chung luôn nha. Vô. Đủ. Vô nha anh em mọi người. Rồi ông ấy là ông gì? Hả? Dạy có gì? Hả? Cái chén gốc rồi ăn không nổi gì. Tao chơi này đi. Chắc bút mẹ đi, khỏi chấm. Tao đâu ăn đâu. Lấy rồi coi nhà còn khô rồi. Tao lấy vô mà. Dậy. Chọc cái đi rồi đem dẹp bớt đây. Mở giờ kinh tế luôn rồi. Mở. Được không? Chó luôn đó. Đừng có nào lội xuống nha. Chú. Để nghiêng nghiêng. Mẹ không thấy. Trời luôn à. Mở cứ nghiêng 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 chí đó chụp lại. Cứ giò một cái. Dài quá. Nước ngọt. Hả? Rồi mình sẽ dậm đi. Nhớ thẻ qua thẻ qua. Qua quận phải không? Ồ đi. Nghiêng chí đi. Dài quá.
Có em miếng trà đá nha anh thấy. Dài quá. Thấy. Trời ơi là trời. Chết rồi. Trời nước luôn. Rót vô lại đi. Chấp chấp từ tay người ta nào có mà. Không còn ca đấy. Thằng kêu nhớ đem ca trà đá luôn. Rồi. Cái trà đá đó. Hết rồi. Nước má uống đây. Cái gì mà uống như cháu uống nước đìa vậy trời. Đây là hồng chín nước mưa kìa. Đây luôn á. Bắt con cậu đó nước mưa nó uống mẹ nó đi. Nước là gì hả? Nước mưa. Có cắn sao nổi. Dài quá. À, vô. Vô. Cái tài mình nhiều vậy trời. Uống một quá. Đông quá, phải thành quá. Cái gì? Đánh gì? Anh thử coi. Vô. Vô. Đây vậy. Này là tâm. Mày vào đây, nhậu mấy nhỏ tao thấy mày được chưa mày vậy? Để qua đi. Vợ đó, rồi về đây gót kìa. Ủa về đây gót kìa, nó rộng chút. Mẹ được vợ mẹ luôn, mẹ đây rồi. Mẹ mà hả? Tự nhiên nuốt vô phun vô được rồi. Má. Trời tính ra ông Mười biết là thịt mèo nó hả trời? Dạ nó thái hơn chó đâu ăn. Mới biết à. Sướng. Ăn mèo nghèo 3 năm đó nghe ông Mười ơi. Rất được. Ông ăn cà không trời? Còn chó là sao? Hả? Ừ. Tao ăn chó là không biết. Ăn chó là không có nghèo. Ăn chó là sủa hoài luôn á. Cái ruột mèo mà còn nhí không? Ông chịu làm trong thiện ăn trời. Không đâu ăn thịt đâu. Ăn ruột cái hết được. Chịu dùng một cái gì? Ngon nha. Này mình dắt lên được góc nè. Thu. Vô. Vô. Cụ bơ gù này dễ uống nè. Quay. Cụ bà này. Quay. Ba. Ừ, ngon trời. Để nóng đó. Để hầm hầm luôn. Ừ. Ăn hơn mấy? Quá hơn mày không? Ừ. Như là xin ra đâu kìa. Không thể thấm thế gì. Thái không uống bằng cái chai không mà đâu cần gót cái ly chứ mới công. Uống chai uống nhậu nhậu với Thanh Thông biết uống bằng chai không mà. Thanh Thông đâu có gót đâu. Đó. Từ hồi 5 giờ tới nằm bơ học cái hồi. Đúng rồi, mới ngoài ngon. Hay gấp cho ông Thái cục giùm anh nhí. Ổng không gấp á. Cái bây giờ. Ờ, nó có cái đồ trong con cạp đi. Ôi, con cạp đấy. Để đi. Để có không? Dầm ớt trời hết nước thơm nước hết à, tao ớt này tao cũng ớt đóng ớt luôn rồi đó nhiều nhỏ nhỏ này không có tao nhiều quá ừ chét cái đi chín rồi đó rồi chín rồi còn nó chặt cái làm hai đi đi rồi đổ bánh xài vô ảo khẩu rồi ừ đúng rồi đó, chín luôn á chín rồi bên đây nha là cắt ra nhất để mình cục đi ăn hết tới đây cắt. Ờ đúng rồi, tới ăn cục cái cắt đi. Mẹ ơi, cục tối béo đó, cái ngon á. Ăn cục sườn thì mới thôi nè. Cái mấy sườn á. Theo thầy. Cục này nè. Để đi. Má cay lắm rồi, mấy ớt mẹ thôi. Không. Cây thì cay chứ không. Ê. Lỗi nha. Mình quơ bụng miệng nó ăn nào nó lấy hơn vớt thì giờ bỏ đi. Dạ. Dớ đâu dớ. Dớ rồi sao ăn? Dớ đâu dớ. Dạ. Dớ nổi. Không ăn quá. Trời trời ơi, tính cầm cái cầm giục bỏ chứ. Gà nha. Chưa chưa chưa. Ủa mượn gắn găng giả vô không mày? Dạ. Mượn gắn găng vô đó hả? Tao quên thiệt chứ giả mới chồng ngân sứ không nội. Dạ có thịt mèo sợ bỏ găng vô ăn liền trời. Ừ, ghép vô hả? Ăn thịt mèo có. Cái này có thằng nào kêu ngon không ta? Sáng sớm á thì bà nội cũng nói mà ăn ngon chứ hồi ngủ đã hết ngon rồi. Sáng sớm á thì cái bà kia mới cho con mèo nữa. Ăn rồi. Kêu chặn nước bò vậy đó. Mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Đó chặn nước bò nhập luôn rồi. À biết mèo 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 có thằng sinh là hai cái thằng. Có thằng Liên Lâm ví dụ mèo 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 cái gì quýnh gì hai thằng mèo á. Nó nói gì đó.
Ừ thẳng mèo đưa bỏ cho nó nhí, mấy con thẳng đó uống mới ngon. Mấy trái thẳng á. Thẳng thôi đó. Rồi thôi rồi tao uống, tao uống được. Lặng mà tao uống hai trái thẳng. Bỏ vô ly rượu hả? Ờ lấy miếng rượu thôi luộc ha. Còn sao kìa? Cái gì á? Cái gì á? Uống cái đó chết luôn. Xuống cái đĩa cái rượu kia nó ngập ra đây à. Thấy rượu là uống rượu mà. Đồ mới làm quái vậy? Gình. Để đã tao uống nó chị bệnh, tao biết uống chứ thôi tao mới gắng uống. Cái bệnh gì? Chị bệnh gì hẹn? Bị nhức thẳng rồi đó, thẳng rồi đó. Thấy không? Thẳng mà yếu rồi uống vô. Rồi bị chính là thấy được. Uống vô giờ vài bữa đi nhậu. Uống rồi thầy bớt đi, thấy cái thau ra mà cho rộng. Chăm nha. Ừ. Chăm nha, hai góc luôn á. Hết chưa hết, chăm vô. Được rồi. Ê, chăm vô trong đó. Uống rồi, uống hết đi, chăm vô. Để thấy uống ghê không? Má uống gì ngọt thấy mạo. Quen á. Không biết luôn quá. Khổ uống gò mù nó đi nó nằm. Cái kêu kệ về. Cái kè cho ham mà. Kêu kè về. Tại nhậu khuya nhậu với Thanh Phong biết uống bằng chai rồi cũng uống bằng chai với Thanh Phong luôn. Đem cái ly ngọt. Uống sữa bằng chai không? Thanh Phong á. Gặp không thấy đường. Tao không thấy đường gót đâu. Quơ à, quơ đổ liền à. Quơ đâu có được, uống chai không à. Cầm cứ cầm miết để hoài nè, vô rồi cũng vô. Ừ. Bỏ chai xuống, bỏ chai quơ. Bỏ chai xuống quơ kiếm chai rồi cái chai ngã. Cầm chai hoài đó để luôn đi cho nó hết đi mà nó than hết à. Không còn than nữa. Sao cho còn nó áp còn quá trời nhiều luôn, để cho ăn bớt bớt cái đi. Một bớt đi. Còn than ngốc lên dưới. Trời cay dữ thiệt kì. Coi coi. Cái giòn. Giòn hả? Dạ giòn không? Ừ? Da giòn không? Ngon quá. Sao mà nói mình nhìn con mèo mà nó lớn mà không ai không dám ăn. Nãy không được. Vậy? Ăn được rồi. Trời. Ăn được mà ống cục rồi. Mèo nó vậy. Lần đầu tiên gì nữa. Tôi không thể cũng đó. Hồi đó nhỏ nhỏ á. Có một đợt nhìn mèo ha, cái thằng kia nó sắc mèo đi tới lui á, nó dạng mà nó kiếm người mặn rồi à, hùng à, ăn chung á, nó không ăn. Nó đi vòng huyên sớm nó kiếm ai mặn nó ăn. Tao cũng đi theo bắt hôi chơi vậy đó. Tụi tao thì đâu có quen đó đâu. Lấy con cái thằng nha. Mày uống nước làm cái ghê lắm kìa. Có đếm ăn đâu. Có hồi đó ớt mũi vô hương nước. Tội ngon chứ trời. Hay quá rồi, nghĩ chưa? Tao nói ăn mèo nghèo bao năm, trời trời cái này nghèo cũng chơi luôn nữa. Nhỏ rồi cho bạc luôn. Rồi. Thôi men. Được. Mình bạc. Ngon kìa. Tính ra thịt mèo ngon thịt heo mình nữa ha. Mình đập nó rồi này nọ mình mới có tội đúng không? Còn này là thịt chó ngon hơn. Cái này là mèo nấu cháo đậu xanh ăn thịt nó tự nó kiếm mình mà. Quỷ này không tắm. Lại quá. Đó. Mèo ăn cái gì mà còn thịt cái gì phải không? Đâu là thịt. Mèo nó con chua con mẻ. Ăn rất là ngon. Ủa. Ngon chuột luôn, tao ăn rồi luôn. Có nó chẹn được không? Không. Tao mày có nó con chua mẻ là ăn nó đúng bài luôn. Ngon chuột không? Thịt chua đâu lỗi. Lửa than này mới nướng ngon nè. Wow. Ham lại. Ăn nó không ngán trời. Nó ngon rồi hoài ha. Thôi nướng được cái đùi nữa. Ngán người tao thì ai mày. Kỳ quá. Nóng nóng chụp. Ốp sờ. Đây cái thịt tôm thấy một cục cái ông người ông tới. Cho thấm. Nóng cái nãy chưa thấm á. Ốp sờ lại mình nướng lại cái này của mình nè. Cấp tổng đi ông mày. Rồi của tao đang ăn. Tao ăn nhỏ bự tao ăn đâu cái bên. Ông là mỡ hồi mặn chứ ơi. Kệ tao ăn cục nào ốp. Cô người ta kia. Mà ăn vậy hai cục cái gì? Trời ơi. Nhí chặt cái ba sườn đi. Chặt cái sườn cho ông Thái miếng này. Cái con còng á. Để chặt con sườn. Ê, cái đó được lý đó. Ê, lý, lý. Lý ra uống vô. Để trang lại đây. Để trang lại. Để trang lại. Lý ra uống vô. Bạn đá của nó ổn nhớ. Lý ra uống vô. Cái đó được lý á. Lý gì được trang lại. Hậu mẹ xài nó. Rửa luôn. Nói nước hả? Nhúng nước rửa. Còn trái một. Bình đi kìa. Bình đi bản á. Chấm mắm này. Cái cây sắc nha. Cái chặt luôn không? Ổn ba. Này chặt luôn không? Chặt chặt đi. Nhớ ăn gì? Nhớ ăn gì? Mấy đâu biết mèo đâu. Buồn từ xưa. Cái xương nó làm đúng đấy. Chặt cái đấy rồi ai ăn thì hâm lại nóng nóng vậy đó. Cái mày nó bỏ hết ra. Anh đúng là dân ăn vừa bán ghê ha. Thằng muốn làm hả? Không biết đâu. Còn miếng giấy nào không? Nè. Không còn đóng không nè. Đây nè. Chặt chuỗi tay.
tắm mà mặn nó ngon. Đậy này chưa thấm nè, chưa thấm vô cái thịt. Ăn lên 10. Đậy để cho nó nóng cái giọng. Hả? Cái giọng mình chắc không rớt. Ăn nóng quá nha, hồi là mất một đó luôn đó. Để gì? Để cái đi. Rồi nóng mới ngon. Nhớ canh nha. Mèo nó chạy đó. Chạy vô hồng sáng xanh xinh bà kêu con nó luôn trời. Lên. Không biết nữa, bà nói con mèo bả chết, nó có bầu nó xem chết. Xem cái nước anh Thịnh. Anh Thiện. Ôi, con mèo luôn. Kêu Thịnh luôn. Có cò cò luôn. Không biết đẻ chưa nữa. Chưa, con chưa, cục quá lớn lớn nè. Bốn con. Tao có một đợt tao chạy xe. Để ăn đi. Ở ngoài đường. Cái cặp kia nó chạy đụng con mèo chết queo. Tao lại lụm con mèo luôn. Ngon lành luôn. Vô hỏng. Nó chết ngọt luôn, không có miếng máu luôn. Tao lại lụm con mèo đem về luôn. Chắc. Lấy nè nha. Trời trời thì ngậm đi ra. Mày đem về lúc có tối quá rồi đâu không may mặn. Gùng quá gùng mình. Mặn lại uống nhiều ghê không? Ông mời làm được không? Nó đủ uống bia tôi uống không được, uống rượu. Ai ớt cái mùi bén quá vậy ta. Ngồi chứ ba xài vô trên trái nhỏ thôi. Bén thì vô đây nè. Mở ra đâu cục nhỏ xíu nó chín đi. Ờ, cục đó. Cục đó chín hết trơn rồi đó. Chín rồi, anh kia nó nóng. Rồi. Chấm miếng ớt vô nó nóng chứ có gì đâu. Ngon quá. Ừ. Thôi, đi làm đi. Ngon quá. Thiện hả, tội nghiệp mà nuốt nước miếng hoài à. Trời. Ăn nhận nhận rồi. Nhìn trí hoài. Ăn nhận mà hồi nãy giờ làm giống như là đạn tiểu liên á. Bởi vì hồi nãy á. Hồi nãy ở nhà tao kêu chút cái điều nướng thì cứ đem đi nướng đi, nướng đi, nướng hoài. Thì từ từ. Má đầu tiên ăn nó thiệt, chết liền á. Ờ đi ăn mèo á. Chừng nào tôi mới bể nợ. Bể nợ cho giường ngủ. Giữa đêm cái trời hoài á, ngủ lên nó đi hoài con nào không hay. Trời ơi, chắc ai coi mình có cái xe đạp. Nói không? Ủa, nói không? Được. Má cái chịu đi sao vậy? Sao mình có cái xe đạp. Nó ngủ dùng à, anh đang qua này là đang qua hết bất nắng không sao đâu còn mấy cái kính này qua rồi xích đây nữa kính cái nữa đúng luôn à đúng không mới sửa nó không á mẹ nó ai chịu mẹ lâu đi gì đó chạy đó chạy đấy đúng rồi nó nghe nó chịu tao cũng nắng vậy nè mẹ bọt nắng bên nè rồi quăng quay lên của ơi hay quá của ơi xài này xài hôi rồi thôi đừng có sách cái dao cho miệng trái đi cái dao sắc mềm bây giờ ê cái tài đặt lên đi đặt vô cạnh vườn ngày xưa không kìa vườn á có người đợt á ông Thái ông vừa nhậu ông vừa cầm câu cá này nè hồi cá nhóc hết trơn chê đó chê chót chê rồi từ đây ông nghe chứ ngổ thiệt trơn giờ cũng nhiều đó ục đó có gian câu cá thiệt ta mèo 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 con mèo ngu ngốc đứng cái kia wow. Điên quá ơi. Để mình lấy tăng thịt mèo cho ngon đi. Là tao điên. Mèo khó chịu quá ta. Dám điên gì vậy chứ. Thiệt nhắc tới giận bom sao mà diễn tả nó được. Không diễn tả được. Chắc khổ quá hay là. Con vợ của chồng đâu rồi. Điên liền. Nhấc cái đầu luôn á. Vô không? Vô không? Chúc mừng nha. Tính ra hắn nhậu hắn ở đây ngon là đổ mồ hôi, hắn hồi hắn tỉnh luôn bây giờ nè. À nắng chết rồi. Nắng mồ hôi. Xả luôn á. Tao cũng nóng rồi nè. Ngồi cái bên lò luôn. Để người có cái gì điện thì gọt gió. Liên quay rồi ta. Dạ. Mà liên luôn. Dạ. Nói gì tôi không nghe được gì luôn thấy. Tao không ăn không được nhiều là do cái này mà rồi mới nó tan cục nãy giờ. Còn ăn không không á, cắm cũng vừa ăn khỏi còn chấp. Rồi là. Má nó cày. Bây giờ mình chấm rồi. Tại phải giờ có chấm đâu mà ở ngoài cũng còn cây nữa đó. Để giờ cho mình thấy kìa. Nó ngon. Lâu lắm mình mới nhậu mà ngon dữ trời. Bén. Má đi quán còn không bằng được. Cũng cay. Quán làm gì có phong cảnh này. Ừ. Gặp đây đi. Quán còn cái này. Mình tự uống đi. Dạ. Còn quán này còn này bán giá cả 500.000. Con trà bá luôn. Nó có bự lắm. Một dĩa đâu biết như gì nữa nghe không.
Nó làm gì nó mua 1 ký 100 ngàn này. Cái xà lăn rồi nó để của hành tàu vô ăn lắm. Đúng rồi, con sống rồi nó mua. Sống trời. Không có mèo bán cho người ta nữa. Chó dễ kiếm mày. Ờ mèo. Mấy dân làm việc giờ phái mèo ăn cố đi. Nó ra. Ô cục này được rồi nhé. Ừ. Đó đi. Đó giờ sống nó khô rồi. Nó chặt rồi. Cục này chín luôn rồi nè. Đó nè tao ấp lại đó. Chắc là bỏ hầu rồi. Này mày. Kìa kìa, nay mang đi nóng quá. Bỏ được mà đi. Đây, uống nổi đó, ăn xài đâu. Rồi, vô. Chắc cục bự bự đi ăn cho đã. Thiện ngồi xếp bằng ở đàng hoàng đi em Thiện. Vô. Được. Gì? Chỉnh nè anh em ơi. Được. Quá gì nóng nè anh em. Để lùi đi. Nó tại. Tới đó, tới giờ đảo. Xương nó mới ngon đó. Xương cốc lết hả? Ừ, cốc lết. Má, cái gì một hướng mũi dao qua tao bên tao thấy ghê quá nhí ơi. Vậy thế để xay đâu? Giết đi nhé. Cầm cầm cái cán rồi nghe. Rồi cầm cầm rồi, cầm cái sắt đó. Trời ơi, sắc xui vậy, cái xương lại. Đó, xuống xuống đi. Nó kêu lấy cái đầu tét làm hai luôn, cái chặt chặt làm hai luôn á, kiểu là đặt cho nó đứng rồi á. Này bỏ ha. Làm gì mà văng thuốc kia phải không? Tôi làm nó văng thấy không? Nó văng rồi. Để đứng coi coi khúc cái tấm thớt rồi được hai ba cốc rồi đó. Bỏ. Nhét tấm thớt lại vô uổng. Thằng ở đây. Nhét. Ra. Nó chơi nó chơi mỏi nhấc mỏi chứ. Xương không mà. Đi. Cầm dao chi ngồi quơ chỉ ăn dữ vậy trời. Gì ba? Không ăn đâu. Chở qua đó đi. Nhìn nó ngớ không biết gì. Ông trùi vô cái đồ luôn thế. Thôi nó sạch. Phải ngồi ha. Cầm lại cái. Cá chặt cho đụm đầu đi. Giống như thịt sườn heo. Chắc gì sườn heo sao bạn? Trời trời. Mày ơi thấy thấy heo. 2 kg sườn heo đây mày đổi tao cái này nữa. Anh đâu có ăn cái này đâu mà đổi. Mày đó tao ăn dữ lắm. Từ giờ không ăn gì? Từ ngày làm trúng số từ ngày tới giờ chặn lúa bò đúng không? Có mèo rồi uống. Đó, là nghỉ ăn từ đó đúng không? Tại nghĩ làm ở nhà khải ăn con kìa. Mèo đó bảy giòi không mày nhỉ? Mèo đó bảy giòi mèo không? Thôi mày đi tắm giùm tao nhé, mày chặt lúa đúng chứ. Còn nó bữa sau lỏng rồi em đâu hết đâu. Trời trời, anh thấy trời nghĩ luôn. Tắm gì ông nội? Chặt lúng lúng cái tao nữa. Chết, ta ai chặt tao cái gì? Cái lúc này người ta kỹ lắm, người ta mới cắt cái biệt thự đụng là 4-5 tầng á. Mày đi tắm tắm đi. 11 cái lên lại cái làm cái gác á. Nhìn kiếm những con gà đâu. Gác ra đó. Hiểu không? Làm gác đẻ đó. Anh ngủ à. Mà tôi nhức đầu trong không ra. Quang, nghe Quang nghỉ ngơi được nhà này quất nữa không? Hôm qua nhí thì tối tôi chịu. Mẹ Quang. Năm lưới tầm biến đi. Mệt chết luôn. Rồi. Qua như mới chết thì sống lại vậy đó. Trời ơi, nó mệt mà nó nóng rồi nó khó chịu. Lưới hôm qua nay bỏ luôn hả? Mình vợ tao uống ăn mì cay nữa chứ. Tính đi thăm đó. Hồi nãy tính đi thăm tự nhiên đâu tỉnh bẩn có con mèo nghỉ thăm luôn. Giờ thăm chú có con rắn luôn á. Rồi đó, để tình thùng kiếm rắn luôn. Ờ, thẻ không vô luôn đi. Kiếm rắn thì mắc tay lưới. Để nó rửa thăm là lưới mới ngon nè. Ăn chùa hả chị? Ờ, cái ba ba an toàn đủ cho nè. Ăn chùa đủ cho nè. Hả? Ờ, lắc rồi nó cho nó xuống đủ thang cho nè. Này đây ông Thái có thêm cút nữa. Tu ra bỏ mồ hôi kìa. Gã đâu luôn, nhậu hiếu nước luôn hả? Ủa, để miễn cái sạc thầu này. Quá đã. Mới lên cái cơm nè. Mà con hai mèo luôn không nổi. Mèo mệt. Lắp cái lỗ rồi lại. Đợi kìa, nới cái hàng ba ga chút nữa. Tính đó chưa? Chưa à. Okay, dạ. Chắc là làm mong con quá. Ai có mèo cho tôi. Chào à. Cầm cái nhớ mua thế có lọt lên đầy đặn. Coi cái bữa không có chứ gì. Những năm tháng rồi đó. Có hai ba cá dưới rồi. Không là cốc, không mà không ăn. Cầm mèo nhất, không ăn. Không ăn nữa. Gì? Ai không ăn? Không ăn, nó không mẹ. Bà coi cho không ăn. Rồi nè, thôi tao giặt ăn con. Thôi, đi đi. Thôi. Ở đây chị. Quăng thời điểm hơi. Gì? Không mà tính con phải thường nhí nhất luôn á. Nhí nữa con nhí ở nhí con ổng mà. Điện nữa, điện Thái nó bây giờ. Điện nhí nó bây giờ. Theo cái máy này
anh bán cái này. Nó đây. Ờ lúc mấy vậy? Uống gì lúc mấy vậy? Mấy giờ người ta kêu mà hồi chú máy ra là chú ba ra đưa chở đi luôn. Tính ơn 10 buồn 10 hôm qua đây luôn chứ. Tính ơn thằng nhí là không buồn được chứ ai. Thằng nhớ. Ủa thằng nhớ chị kia sợ. Nhớ kia kìa. Bắt heo quá. Đây nhé. Thằng nhí vậy. Đúng là nãy nó nhiều tao vô thấy nãy rồi. Được rồi. Nãy giờ đây là cái nãy ở đây thì xỉn trên mẹ đó, còn quê gì nữa đâu. Thường thường tao quay phim á, có người gọi đèn. À, có người trời gọi đèn đưa ông làm xỉn luôn chánh giữa mà. Không? Rồi đẩy đó đẩy trung tâm vô mặt ông tao thường lắm. Đám phim tao được cảnh cảnh 2 3 giây thôi là ngon rồi. Ông cặn cảnh cả tiếng đồng hồ luôn. Gió là nhảy qua đây đi. Vậy cho nhậu nói nha. Trùng trắng anh? Dạ con. À đúng trùng trắng cắn chết mèo rồi không phải rồi. Thả chăn ra cho nó quắn mấy con mèo cho nó chết. Còn con kia chết rồi kìa. Dám mặn không? Con gì? Cái gô à? Mèo. Mèo đẻ đó, sáng bà kêu nó nói tới cho đó. Ừ, mèo đẻ rồi thua. Vô. Thầy đó giờ chưa ăn mắm à, mắm gì mà cái mắm gì ta người ta nói ngon lắm ta. Mắm bò hấp hả? Mắm bò hấp. Đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ. Có chưa ăn món mắm mắm đường nem bị nấu ăn sống á ngon. Ờ mà có là mà ăn. Không có. Nó là có chứ. Có. Mày không biết chỗ mua á. Gì? Là bún á, ăn bún bên xong đó. Đúng, bún mẹ là mới ngon. Ngải. Ngải bên ông mấy bán đó. Còn được chứ. Ông ra đi. Biết đâu ra dùng dùng ở đâu có. Để nhét chặt đi nhét. An Giang á, dùng An Giang á. Ờ, An Giang sóc chân rồi đó. Xe Vinh á. Này nhí, để bay chặt nhí. Dùng An Giang thì bên đây. Về An Giang ăn đồ ăn ngon trời. Mà nhóc chân mà thấy bên đây ở. Ăn á. Ai mà phái ăn á là về An Giang. Mấy em chua ngọt. Còn ai phái nhậu gì Bạc Liêu. Nè, có lỗi bỏ đi thôi, chả mua nè. Bữa nay khai trương luôn. Công nhận mẹ vợ tôi bà nói hay thì mua lòi về chắc nhớ đem đi quá. Không bữa nay tại vì ưu tiên cho ông Thái là bữa nay là như là mặn tăng gia nhà ông Thái đó. Ăn miếng than vô đi hồi nó lấy cái than đủ đó. Đủ cho không bỏ đâu. Đủ đâu đủ. Đủ mà dư sức. Rồi cá không? Cá rồi đó. Thùng bia uống chơi. Ờ. Ờ nướng đi. Được mà không chín. Ông nướng chín nha. Chín luôn. Chín dư sức chín luôn. Cá nha, có người chín. Okay. Ta tính bỏ ông đang về mà ăn mày đặng. Chắc mở chạy xuống rồi nó ngoài nữa. Nó hổi luôn, dư sức chín. Chưa nướng rồi chắc à. Con gà còn chín rồi nói chuyện. Làm gì làm mình có thùng bia đó. Rồi điện liền luôn đi. Ông giấy. Điện liền luôn đi nha. Mày thấy nào không có thùng à. Cái tim đâu vậy? Ủa nó chơi mà. Ủa mà có làm nó hả? Có, nãy có thảy cho tim vô nó ở đây à. Dư sức chín luôn á. Rồi. Tiêu trái tim của người ta luôn. Mà thấy giờ ai nướng tao có nướng đâu. Đâu nè, thấy trái tim nha. Hồi nãy trái tim dính trong bọc rồi. Cái gan cái tim á. Bầm đâu bầm. Nè, để đũa nó máy nè. Rồi nướng đi. Để nướng đi làm gì? Thôi, còn nó có nướng kia. Nó ăn hết rồi. Nướng đi lấy thùng bia chứ. Ai kêu vậy? Xíu chín nè. Con gà. Tao nói chơi mà. Con hai con đó. Bỏ bọc đem về cho nhí đi bệnh. Ngon lành. Cái đùi thống được ngày đó, chống được ngày. Nó mới quyết định là bữa tao đừng nghĩ đừng thể dạng đó. Em nợ cái gì thôi. Ông không viết cái chút để nhà lại cho tôi đi. Viết rồi, thẳng cái giấy viết rồi. Ký giờ sao mà phán sao tao luôn đi ông nội. Đây viết chữ với hai hai nhà đó. Hai nhà đó. Thôi chua chua, thầy về ngồi. Bự quá. Thiện ăn cái gì đi em Thiện? Có xài đó. Xài. Còn nhậu con xài banh luôn á. Trẻ tao miếng xài đi. Xài ngọt không ta? Ủa. Rồi đây còn miếng này vô rồi để xuống đây tôi rửa nha. Vút giờ nhiều bao nhiêu. Có nước vô tôi rửa. Chứ không vút tao sạch. Chúng không thấy là hoài không biết nữa. Nửa đêm nó không điện nữa. Gì đâu không nghe được cái gì. Thôi mày hư hả? Thử đồ hư. Điện điện coi thử điện thoại mà hư chưa. Nó muốn sao sao mới lớn còn nó sẹo trời. Nó còn bự nữa ông nội ơi. Cái này sẽ kéo hả? Đâu chắc ra đi.
không mà mỏng rồi nè, nè tàn mỏng quá mẹ. Vậy đi gì nữa, gì biết mùi gì nữa, con mèo nó biết mùi gì, ăn nãy giờ chưa biết mùi hả? Về được rồi ông nội ơi, tao nói tao ăn nãy giờ có cho biết rồi, tao nghĩ rồi, tao ăn cục tao về được rồi, thì nãy giờ tao có cục chứ nhiều. Chỉ có tao ăn xài đâu đó. Hồi nãy giờ thấy con ba uống cục chứ không cục đâu, nó dấp à, tao hỏi anh em lại nghe. Tao có cục sườn nữa không? Cục sườn nữa tao hâm đi em lại nãy giờ, tao xây qua tao nãy giờ. Hỏi anh em lại nghe. Ông chưa về hả? Lấy bọc đi. Dạ. Thôi. Cái đồ lấy cái đồ đi. Đồ đi. Đem cắm chỗ Thành ăn. Không có đâu. Đem giảm củi bà đàn giá nhậu bờ là bà giá nhậu á. Để ông Thành ăn cái mới dẹo à. Nó vừa bụng thôi. Chính là đừng nó tới ngoài mà còn mình đem vô đi chứ gì nó vậy? Cái hồi cái mày. Mày đem vô không ai đem vô? Tụi nó thằng Chí nó giờ cái dĩ kìa. Hết chưa? Ở ngoài. Hồi hết ăn đi. Trời tàn nhẫn như đang đạo được. Tôi về mới. Tạm ăn đi. Nhưng còn mấy ông ăn. Ông mười về điện đen lại đen nó mua bia. Đen lại nó gọi ông mười về cái nó mua bia uống á. Mua tao về. Ông mười về đen ơi. Điện ném được. Ông mười về rồi nè. Anh em không ơi đi, tao về. Dọc ổng một tao được một chuyện luôn. Tao sẽ xách cái đồ về cho Hạnh ông nội. Ôi. Cho Hạnh ăn tôi không chịu, cho khác ăn tôi không chịu luôn á. Đâu? Vợ con nó thấy cái này. Đây là Hạnh, nó cầm đi vô. Nhậu nhẹt á, mỗi lần nhậu á thì nó chửi lên, chửi xuống.